Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình Lại là mình, mình là Túc đây Ở video này Túc hướng dẫn anh em nhanh chiến lấy quả kèo à, Đến từ Wixi Crypto Bát à, Anh em sẽ là uh, ăn chia uh, token uh, bát này trị giá hai uh, đô Và nó có từng top top ở đây Kèo này có đang đùm thì có 500 anh em may mắn sẽ ngẫu nhiên sẽ nhận được uh, cái token này Thế thì kèo này nó sẽ uh, thời gian nó bắt đầu từ ngày mùng 9 tháng 2 đến kết thúc ngày 13 tháng 2 tức là còn khoảng 34 giờ nữa là nó kết thúc thôi. Đây là anh em chiến kèo này cho nhanh cho mình. Ờ à, đường link kèo này mình cứ để trong kênh nhóm telegram group của mình để anh em chiến được chưa anh em kích vào đường link thì hiện ra giao diện ở trên này anh em sẽ đăng nhập cho mình một cái tài khoản trên twitter hoặc uh, telegram đấy hoặc google đấy, hiện lên à, sau đó thì anh em sẽ làm tất cả các bước mình vừa nãy làm vội quá làm năm uh, bước bốn năm bước rồi anh em thì việc kích vào thôi bây giờ nó tích ví, tích về xanh lên như vậy của mình là ok rồi đây mình còn ba bước đây rồi ông kích vào thì việc kích vào ví dụ cộng 10 nha, em kích vào thôi. Là nó chuyển hướng ngay giao diện của thằng Telegram, kích vào tham gia thôi là nó chuyển hướng đến anh em giao diện của thằng Telegram đấy. Đấy là anh để anh em theo dõi thôi. Rồi à, quay sang thì anh em lại à, Rồi khi anh em tham gia xong thì anh em vẫn tiếp tục cho mình bây giờ quay sang uh, form này. Rồi sau đó thì để gửi địa chỉ ví Metamask ông Kích vào số cộng này Bây giờ nó về xanh như của mình được nha ở địa chỉ MetaMask thì anh em sẽ quay sang ví trước hoặc MetaMask à, anh em lấy địa chỉ BFC Được chưa? Uh, VETH nó cùng một cái địa chỉ mà Đấy, cái phần nhận này mình thường thường mình dùng ví trước là nhiều vì ví trước vào trên điện thoại nó nhanh hơn uh, MetaMask vào đưa lắm Đấy, cái RAM Cái RAM cái thứ nhưng nó mà nó đưa lắm vào cảm giác nó đưa của gì uh, MetaMask ấn tiếp tục nha MetaMask thích hợp với uh, BC máy tính rồi Rồi hiện nay cái mục giới thiệu như vậy Thì anh em có thể được kích vào phần phỏ Đây phần à, còn bỏ này để anh em có thể chia sẻ các đường link này trên các trang mạng xã hội để anh em kiếm thêm uh, cái tỷ lệ chiến thắng cũng như là cái token này nhá video là mình gửi tới anh em uh, từ dự án anh em xin nhận ăn chia uh, 2.000 đô có đồng bạn này uh, tức là ngày mai nó còn 34 giờ kết thúc để anh em cố gắng làm nhanh nhìn nhuyễn sau này mình gửi tới anh em hẹn gặp anh em video tiếp theo.